Kính thưa các đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Hôm nay, ngày 25 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân, trước khi tiến hành nghi thức khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề Thành phố mang tên Bác, khát vọng ngời sáng, đoàn đại biểu, lãnh đạo Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại những đóa hoa tươi thắm. Kính mời đoàn dâng hoa. Được không?
một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Phút tưởng niệm bắt đầu. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính thưa các đồng chí, chương trình dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn và kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng di chuyển về khu vực đại cảnh đường hoa để tham dự nghi thức khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017. Xin trân trọng kính mời. Vàng trong chừng nở trong con mưa xuống miệng đưa lên non cha tên gọi là Long Quan, mẹ là nàng tiên Âu Cơ, theo bước cùng cha mẹ chung sức đồng lòng ngàn năm nòi giống tiên rồng, anh em cùng nhau lập cơ đồ dựng gian sang nước tên gọi là Văn Lang, xưng vua chỉ vì hùng vương mười tám đời vua hùng thân vẽ hoa. Hồ những ngày tươi sáng rừng xây, hồ những ngày hạnh phúc đẹp thay, hồ bao lần mai bạc sáng lên vẫn ngàn năm một lòng giữ vững lòng nhớ cánh chim là bay cao giữa trời nhìn gấm vóc tươi đẹp non sông sáng ngời. Chào mừng các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo thành phố và đại biểu đến tham dự lễ khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017. Từ thuở hồng bàng, ngàn năm truyền thuyết lưu vàng, trong chừng nở chân con mưa xuống miệng nữa lên non cha tên gọi là Long Quan, mẹ là nàng tiên Âu Cơ, theo bước cùng cha mẹ chung sức đồng lòng ngàn năm nòi giống tiên rồng, anh em cùng nhau lập cơ đồ dựng giang san nước tên gọi là Văn Lang, xưng vua chỉ vì hùng vương mười tám đời vua hùng thân bé. Tươi đẹp non sông sáng ngời cầm tay
Kính thưa quý vị, và chỉ còn 2 ngày nữa thôi sẽ là thời khắc chuyển giao năm của Bính Thân. Chúng ta đón chào năm mới Tết Đinh Dậu. Thế nhưng hiện tại thì không khí đón xuân đang đã về, tràn ngập mọi miền đất nước. Và đặc biệt là tại thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh, thì không khí ấy đã và đang nhộn nhịp lên từng phút, từng giây. Và kính thưa quý vị, hòa cùng không khí ấy, trước thềm khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một tiết mục ấn tượng chào mừng lễ khai mạc hôm nay. Và đây cũng chính là một nét đẹp văn hóa đã được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong nhiều năm qua. Thành phố Hồ Chí Minh, nét đẹp áo dài. Và giờ đây thì xin được mời quý vị sẽ cùng đến với bộ sưu tập áo dài hoa mừng xuân Đinh Dậu 2017. Xin được cảm ơn
phần biểu diễn rất dễ thương của các em thiếu nhi. Trân trọng chào mừng quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể du khách trong và ngoài nước đang đến tham dự lễ khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 để cùng hòa nhịp cảm xúc vào không gian tràn ngập sắc xuân đang về với thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đã được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố với chủ đề Thành phố mang tên Bác khát vọng ngời sáng, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ tiếp tục phát huy nét đẹp của nghệ thuật sắp đặt hoa kiển truyền thống. Chúng ta kết hợp cùng nhiều hình thức thể hiện sáng tạo và hiện đại và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ thú vị. Kính thưa quý vị, tham dự lễ khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 hôm nay, ban tổ chức rất vui mừng được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trân trọng giới thiệu bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo đường hoa và lễ hội Tết 2017. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Huy Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn. Trân trọng giới thiệu ông Trần Hùng Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Trưởng ban Tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ 2017. Trân trọng giới thiệu bà Ngô Thanh Nhã, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trân trọng giới thiệu ông Mai Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc cấp cao Century PepsiCo Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Trần Phước Hải, Giám đốc Tài chính Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương. Trân trọng giới thiệu bà Trương Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Vũ, Trưởng văn phòng đại diện Ngân hàng Vietinbank tại thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng đón chào đại diện các ban đảng thành ủy, đại diện các ngoại giao đoàn, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị báo chí, đại diện Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, đơn vị chủ trì thực hiện đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 và lãnh đạo các nhà tài trợ, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty Times Square Việt Nam. Đại diện Century PepsiCo Việt Nam, công ty xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Sao Tháng 8 Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Địa ốc Thành phố Cityland, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk, Tổng công ty Dầu Việt Nam là các doanh nghiệp đã đồng hành cùng đường hoa Tết Đinh Dậu 2017. Và đặc biệt, ban tổ chức cũng hân hoan chào đón đông đảo bà con nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các du khách trong và ngoài nước cùng với toàn thể quý vị khán giả truyền hình đang có mặt tại lễ khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017.
Chúng tôi trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo đường hoa và lễ hội Tết 2017, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Kính thưa đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa đồng bào thành phố, kính thưa các vị khách quốc tế, thưa quý đại biểu. Trong không khí hân hoan chào xuân mới, lãnh đạo thành phố thật phấn khởi được đón mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, nguyên lãnh đạo thành phố cùng đông đảo đại biểu và nhân dân thành phố dự khai mạc một sự kiện văn hóa rất đẹp là đường hoa Nguyễn Huệ. Đường hoa năm 2017 với chủ đề Thành phố mang tên Bác, khát vọng ngời sáng, kế thừa và phát triển kết quả và kinh nghiệm của 13 lần trước, là năm thứ hai được tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã xây dựng lãnh đạo Đảng ta, tạo nên mùa xuân cho dân tộc. Đây là sự kết hợp của tinh hoa lao động hăng say, sáng tạo của những người nông dân, công nhân, một nắng hai sương, những nghệ nhân say mê vung trồng hoa kiển với nghệ thuật sắp đặt công phu của các kiến trúc sư, họa sĩ, chuyên gia, cảnh quan, ánh sáng nhằm thể hiện hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo với khát vọng chăm lo cho nhân dân có chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, luôn vì cả nước, cùng cả nước. Đường hoa Nguyễn Huệ, không gian của những cánh hoa tự nhiên lung linh sắc màu. Đường hoa Nguyễn Huệ, nơi khoe sắc những nụ hoa đời tươi thắm của nhân dân thành phố đồng lòng chung sức sáng tạo, xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, thành phố. Đường hoa Nguyễn Huệ, môi trường của những đóa hoa đẹp về phong cách thưởng lãm, về niềm vui chung tay giữ gìn sạch đẹp, trật tự của mỗi người dân, mỗi du khách, làm nên vườn hoa văn hóa, xanh tươi của thành phố, của xã hội chúng ta. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi chân thành cảm ơn sự lao động miệt mài, đầy đam mê, trách nhiệm cao và hiệu quả của các anh chị kiến trúc sư, kỹ sư, nghệ nhân, công nhân, nông nhân, của cán bộ chiến sĩ, công an, quân đội, thanh niên xung phong, của các nhà tài trợ, của các cơ quan báo chí, của rất nhiều tập thể cá nhân, đặc biệt bày tỏ sự biết ơn đồng bào thành phố đã ủng hộ, vun đắp, góp ý, hỗ trợ, bảo vệ đường hoa, nâng đường hoa thành nét văn hóa của thành phố thân yêu. Nhân dịp chào đón năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi kính gửi đến các đồng chí lãnh đạo, đồng bào thành phố lời kính chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công mới. Tôi trân trọng tuyên bố khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu năm 2017. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí, đồng bào. Trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chào một ngày mới nắng hồng lung linh, thành phố thân yêu đón chào bình minh, rộn ràng bao tiếng ca, dịu dàng hương sắc hoa, thiết tha niềm tin bao la, nhẹ nhàng nâng bước đón chào ngày vui, đường phố thanh thang trong ánh mặt trời,
từng đàn chim hát vang chào mừng ngày mới sang, chứa tràn niềm hạnh phúc đang dâng trào. Hãy hát về thành phố hôm nay, hãy đón chào quê hương ngày mới, hãy hát bằng niềm tin yêu phơi phới, khát khao từ trong tim ta. Cùng các tiếng hát mừng thành phố vươn cao, và hãy đón chào những công trình mới. Người xe phố đông vui, ngường xuôi khắp nơi nơi, nhà nhà tiếng reo vui, cùng hòa vang khúc ca yêu đời. Chào một ngày mới nắng hồng lung linh, thành phố thân yêu đón chào bình minh. Rộn ràng bao tiếng ca, dịu dàng hương sắc hoa, thiết tha niềm tin bao la. Nhẹ nhàng người bước đón chào ngày vui, đường phố thanh thang trong ánh mặt trời. Từng đàn chim hát vang chào mừng ngày mới sang, chứa tràn niềm hạnh phúc đang dâng trào. Hãy hát về thành phố hôm nay, hãy đón chào quê hương ngày mới, hãy hát bằng niềm tin yêu phơi phới, khát khao từ trong tim ta. Cùng các tiếng hát mừng thành phố vươn cao, và hãy đón chào những công trình mới. Người xe phố đông vui, ngược xuôi khắp nơi nơi, nhà nhà tiếng reo vui, cùng hòa vang khúc ca yêu đời. Hãy hát về thành phố hôm nay, hãy đón chào quê hương ngày mới, hãy hát bằng niềm tin yêu phơi phới, khát khao từ trong tim ta. Xin được cảm ơn các ca sĩ cùng với các diễn viên đã mang đến cho chúng ta không khí xuân rộn rã với sự hội tụ của các dân tộc anh em cùng về với thành phố Hồ Chí Minh chào đón một mùa xuân mới trong tình đoàn kết thân ái. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý lãnh đạo, quý vị đại biểu và đại diện các doanh nghiệp đã đồng hành thực hiện đường hoa cùng tiến lên vị trí danh dự, thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng kính mời bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trân trọng kính mời bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Trân trọng kính mời ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội Tết 2017. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.
Trân trọng kính mời ông Phạm Huy Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn. Trân trọng kính mời ông Trần Hùng Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, trưởng ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ 2017. Trân trọng kính mời bà Ngô Thanh Nhã, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trân trọng kính mời ông Mai Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc cấp cao Century PepsiCo Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Trần Phước Hải, Giám đốc Tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương. Trân trọng kính mời bà Trương Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Vũ, Trưởng văn phòng đại diện Ngân hàng Vietcombank tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Trần Minh Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần Sa Tháng 8 Việt Nam AGS. Và giờ đây xin được mời các vị lãnh đạo và quý vị đại biểu sẽ chuẩn bị thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017. Xin trân trọng kính mời các vị lãnh đạo và các vị đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017. Xin kính mời. Nồng nhiệt để chào đón đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 đã chính thức khai mạc. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 đã chính thức được khai mạc. Chúng tôi trân trọng kính mời các vị lãnh đạo, quý quan khách, đại diện các sở ban ngành thành phố và các nhà tài trợ cùng tiến vào tham quan đường hoa, được thể hiện thông qua những tác phẩm của hàng trăm nghệ nhân và người lao động cùng chung tay sáng tạo tại đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 năm nay. Xin trân trọng kính mời.
biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh tham dự lễ khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng quý lãnh đạo, quý vị đại biểu đang tham quan đường hoa và tiến vào phân đoạn 2 có chủ đề Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Chính mùa xuân trên thành phố mang tên Bác, thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và khát vọng ngời sáng. Năm thứ 14 được thực hiện, đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 thêm một lần nữa mang đến cho người dân thành phố cùng du khách trong và ngoài nước một điểm hẹn thân thương, đồng thời khẳng định nét đẹp văn hóa không thể thiếu của thành phố Hồ Chí Minh trong dịp xuân về, với lời chúc cho mọi người và mọi nhà một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công tốt đẹp. Mùa xuân mơn man từng câu hát, mùa xuân mang bao nụ cười, lục xuân hân hoan chào nắng mới, rộn vang chim kêu khắp trời. Tay trong tay cùng đi dạo phố, vui xuân nắng ngập tràn. Đôi môi em như là hoa đào thắm, bừng lên trong nắng xuân ơi. Anh đi bên em ta cùng nhau vui bước, vang lên câu ca điệu nhà. Nghe trong con tim đang đập say khao khát, mùa xuân cho ta bao ước mơ. Trong ánh mắt em sáng lên mùa xuân, hoa trong nắng nam ơn mang trôi non. Tìm tên nắng bước đi đón xuân đang về, cùng mùa xuân hát lên lời tình yêu. Anh đi bên em ta cùng nhau vui bước, vang lên câu ca điệu nhà. Nghe trong con tim đang nồng say khao khát, mùa xuân cho ta bao ước mơ. Trong ánh mắt em sáng lên mùa xuân, hoa trong nắng nắng ăn mắt chuối non. Từng tia nắng bước đi đón xuân đang về, cùng mùa xuân hát lên lời tình yêu. Cùng mùa xuân hát lên lời tình yêu. We'll be right back.
là biết xuân đã về, xuân sao trong tim bao khát vọng. Nắng xuân ngóng chờ mời em bước ra phố đông, hoa cùng dòng người chờ xuân mới. Mùa xuân đến rồi, nụ hôn tươi thắm trong mắt người, ta nghe vang vang tiếng ai cười. Mùa xuân đến rồi, mẹ ra ra trước sân đứng ngồi, mong con nơi xa về xuân ơi. Cánh chim mang bình yên về báo tin vui, ôi xuân đến. Mùa xuân đến rồi, nhẹ nhàng ra phố mua bánh quà, một thêm bông hoa đón giao thừa. Mùa xuân đến rồi, ngập tràn hạnh phúc bay khắp trời, ta trao cho nhau cảnh lộc biếc. Xuân đã về, xuân ông mùa xuân đã về, thêm một tuần mới bao nhiêu điều mong chờ. Tết xuân vậy bên gia đình đoàn viên, cùng bên nhau vui nó cười liên tuyên. Chúc nhà nhà em không âu lo, chúc người người ta tràn đầy sức sống. Ông và cha mẹ sẽ luôn mạnh khỏe, nào cùng bên nhau đón một mùa Tết xa. Xuân đã về, xuân sao trong tim bao khát vọng. Nắng xuân ngóng chờ mời em bước ra phố đông, hoa cùng dòng người chào xuân mới. Mùa xuân đến rồi, nụ hôn tươi thắm trong mắt người, ta nghe vang vang tiếng ai cười. Mùa xuân đến rồi, mẹ ra ra trước sân đứng ngồi, mong con nơi xa về xuân ơi. Cánh chim mang bình yên về báo tin vui, ôi xuân đến. Mùa xuân đến rồi, nhẹ nhàng ra phố mua bánh quà, một thêm bông hoa đón giao thừa. Mùa xuân đến rồi, ngập tràn hạnh phúc bay khắp trời, ta trao cho nhau cảnh lộc biếc. Mùa xuân đến rồi, nhẹ nhàng ra phố mua bánh quà, một thêm bông hoa đón giao thừa. Mùa xuân đến rồi, ngập tràn hạnh phúc bay khắp trời, ta trao cho nhau cảnh lộc biếc. Trao cho nhau bao ước mơ, ta nghe xôn xao bao khát khao. Ta trao cho nhau bao ước mơ, ta nghe xôn xao bao khát khao. Thank you.
thành phố. Xin đừng quên những nhọc nhằn, áo bạc nắng gió mưa phai. Ta đi bên nhau mùa xuân nồng ấm. Nay con sông xưa lời người vẫn âm vang. Ha ha ha. Khi ta 20, từng con phố lớn lên mỗi ngày. Khi ta 20, từng con phố khoe màu áo mới. Khi ta 20, thành phố tươi đẹp màu xanh. Cả thành phố lớn nhanh để dành cho chúng ta. Thưa quý vị, và vừa rồi đó chính là không khí xuân rộn ràng cùng với là những khát khao tuổi trẻ đang lớn lên cùng với thành phố. Và kính thưa quý vị, hòa cùng mạch cảm xúc tươi mới đón mừng một mùa xuân đang về với tất cả chúng ta và cùng ngợi ca những công trình, những thành quả đạt được của thành phố trong những năm qua. Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng đến tương lai với những khát vọng ngời sáng. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức các ca khúc Khúc Nhạc Ngày Xuân sáng tác Nhật Bằng, Thành Phố Vẫy Gọi Tương Lai sáng tác Nguyễn Viết Duy và Chào Tương Lai sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Võ Hà Trâm và nhóm 135. Buồn tia nắng xuân, hồn tràn đầy ước
qua lá mơ, đi nhìn trên muôn sóng xanh, đang trên biên tựa muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta lạc bước vào chốn thần tiên, hoa u hát ca xuân. Nhạc xuân chưa qua lá mơ, đi nhìn trên muôn sóng xanh, đang trên biên tựa muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta lạc bước vào chốn thần tiên, hoa u hát ca xuân. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và ca khúc tiếp theo xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Thành phố vẫy gọi tương lai. Mang nắng lên trên những công trình vì thành phố tương lai.
chiếc bay đón nhau con tim mùa xuân nhạc vui bên nhau ta hát cùng khát khao từ bao nụ cười tin yêu ngày mai bàn tay trong tay đẹp mãi ước mơ thật tươi sáng cùng hát cho trái tim thanh xuân luôn nở hoa xanh vai thanh thang đường xa nhạc hoa ngập tràn ánh sáng cùng hát vang tình yêu khát vọng cho ta niềm tin và luôn thắp sáng trong tim